Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Huga Huỳnh Official. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tiếp theo tập trước, gia đình Lý Tứ lên tàu hỏa đi Thiên Châu. Chuyến tàu này đã chuẩn bị bữa tối miễn phí cho các bạn sinh viên sắp nhập học đại học. Các bạn có nhu cầu xuất trình giấy báo nhập học là có thể nhận một giọng nói quen thuộc. Câu nhau chuyển vào tai ba người ối chao. Anh đi đường không nhìn đường à? Dẫm bẩn giày da của tôi rồi. Anh biết đôi giày da này của tôi đắt bao nhiêu không? Mẹ đi thôi, tìm chỗ ngồi đừng có lại đây. Thế nhưng trái với mong muốn, cặp mẹ con đó xuyên qua đám đông, ngồi xuống đối diện gia đình Lý Tứ. Mùi gì vậy, thôi chết được. Thời buổi này ai cũng có thể đi tàu hỏa. Nhiệm vụ hệ thống phát hành. Nhận được sự khinh thường từ Phó Tiểu Mai. Xin hãy vạch mặt cậu ta thật mạnh. Phần thưởng nhiệm vụ, cảnh báo nguy hiểm hệ thống 2 ngày. Cần suất ăn 0,5 tệ một suất. Đi lấy đi đắt vậy. Cần suất ăn 0,5 tệ một suất. Hành khách nào cần suất ăn miễn phí, xin xuất trình giấy báo nhập học. Nghe nói sinh viên đại học có thể lĩnh suất ăn miễn phí. Phó Tiểu Mai lập tức đứng dậy kiêu ngạo. Con trai là sinh viên đại học, cho tôi một suất ăn miễn phí. Lời nói lập tức thu hút ánh nhìn của cả toa tàu. Mọi người bắt đầu bàn tán. Sinh viên đại học ghê thật. Cậu bé này học trường đại học nào vậy? Chàng trai trẻ lấy ra giấy báo nhập học của mặt mình, mặt đỏ bừng, đưa cho nhân viên phục vụ trường sư phạm thành phố. Cậu bé không tồi. Đây là công của cậu. Chỗ này cũng cần một suất ăn miễn phí. Người phụ nữ này định ăn chùa chắc. Chị ta tưởng đây là lính đồ miễn phí à? Chị ơi, chị điếc à? Suất ăn này miễn phí cho sinh viên đại học, không phải cứu trợ người nghèo mắt chó nhìn người thấp. Con trai lấy giấy báo nhập học, xin đồng chí cho tôi một suất ăn miễn phí, thêm 2 suất nữa suất ăn giá bình thường. Cậu bé này có giấy báo nhập học của Đại học Thiên Châu. Giỏi quá, tiểu tử con với ba ăn bánh bao bánh mì gì đó. Buổi trưa lấy một phần con ăn là đủ rồi. Ba mẹ không ăn sao con ăn nổi, muốn ăn thì cùng ăn. Chị phúc khí thật đấy, có đứa con tốt như vậy phải trân trọng mẹ. Suất cơm này mẹ ăn ăn cái gì, tức đến no rồi lại còn làm mẹ mất mặt. Tự mình mất mặt sao lại trút giận lên con, đúng là vô cớ mà. Nhiệm vụ vạch mặt Phó Tiểu Mai đã hoàn thành phần. Thường nhiệm vụ đã phát, vừa dứt lời hệ thống, Lý Tứ liền thấy trên đầu hai người đối diện mình xuất hiện một hàng chữ. Chữ từ 5 sao trở lên sẽ tự động chuyển màu đỏ. Xem ra người phụ nữ này thật sự căm ghét chúng ta rồi. Vì sự cố lúc trước, bầu không khí giữa hai gia đình ngồi đối diện trở nên rất ngượng, nhìn nhau chán ghét. Mẹ con ra phía trước hít vào trong, Lý Tứ liền quay người đi về phía trước. Khi đi đến tòa phía trước, một người đàn ông trung niên thấp bé vội vàng đi tới, đâm thẳng vào vai Lý Bốn. Đồng chí, tôi không cố ý. Thật sự xin lỗi, xin lỗi, cảnh báo hệ thống dành cho người đàn ông này. Lại lên tới 8 sao, rốt cuộc là người thế nào mà lại được hệ thống đánh giá cao như vậy. Người đàn ông đứng dậy bỏ đi. Lý Tứ không nhịn được lén lút đi theo anh ta. Đi theo người đàn ông mãi về phía đồ trước. Đồ vật xong rồi chặn tiếp theo xuống xe. Trong hộp rốt cuộc là cái gì? Lý Tứ đột nhiên nhớ ra, hôm nay mình chưa dùng lượt đăng nhập, hy vọng hệ thống cho sức đi. Chủ thể đăng nhập trên tàu hỏa nhận được quyền sử dụng, mắt thấu thị 1 phút. Có sử dụng không sử dụng giây tiếp theo, Lý Tứ cảm thấy mắt mình có thể nhìn xuyên vạn vật, ánh mắt trực tiếp xuyên qua hộp. Nhìn thấy đồ vật bên trong, nhiệm vụ hệ thống phát hành, đánh kẻ phạm tội có trách nhiệm, giải cứu hai người bị buôn bán. Phần thưởng nhiệm vụ, khuôn mặt bằng trong trường Đại học Thiên Châu. Trong tình thế cấp bách, Lý Tứ hoàn toàn không nghe thấy giọng hiện nói. Trực tiếp đá người đàn ông lùn một cú. Đụng người rồi định bỏ chạy à? Tôi xương cốt đều bị anh đụng gãy rồi, đem tiền đi. Lúc này tiếng ồn ào của Lý Tứ thu hút rất nhiều người xung quanh. Cậu bé sao cậu ức hiếp người ta thế? Cậu bé, tôi thấy cú đá này của cậu vẫn là định bắt nạt người lương thiện thì đồ suy đồ giới trẻ bây giờ. Lão tử là thế đấy, ai không phục thì đến đây đánh nhau với tôi một trận. Người này kiêu ngạo vậy, trước mặt mọi người mà bắt nạt người ta như thế, chúng ta gọi nhân viên phục. Mấy lời của đám đông khiến hai người lập tức hoảng hồn. Tôi chỉ có 100 đồng thôi, anh làm ơn tha cho tôi đi. Anh đuổi ăn mày à? Lúc này loa thông báo vang lên tiếng sắp đến. Gaga hắc đàm sắp đến. Hành khách cần xuống tàu vui lòng mang theo hành lý. Chuẩn bị xuống tàu nghe thấy tiếng sắp đến, ga Lý Tứ biết không ăn được, trực tiếp xông lên đánh nhau. Dừng tay các anh, dừng tay, đừng đánh nữa. Cuối cùng ông nào bên này thu hút nhân viên, các anh mau dừng nghe tay. Nghe tiếng nhân viên phục vụ hết, hai bên mới dừng đánh nhau. Đồng chí cảnh sát, các anh đến rồi. Họ là buôn người. Nghe tôi nói là buôn người, lúc đó mọi người mới biết đã hiểu lầm. Giọng nói hệ thống lại vang lên, đánh kẻ phạm tội có trách nhiệm. Giải cứu hai người bị buôn bán, nhiệm vụ đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ đã phát, mời chủ thể tự nhận lấy. Tốt lắm cậu bé, giỏi lắm, chúng tôi còn tưởng cậu là người xấu. Không ngờ hai người trông có vẻ lương thiện này lại là bọn buôn người. Ba mẹ Lý Tứ vội vàng chạy tới, con trai, sao con chạy đến đây? Mẹ nghe nói chỗ này có buôn người. Vị đại ca này anh nuôi một đứa con trai. Tốt thật đấy vị đồng chí này, vừa rồi chỉ một mình đã cứu được hai gia đình. Không có gì, không có gì. Lúc này một người đàn ông trung niên đi tới cậu bé. Tôi là phóng viên báo Nhân Dân Nhật, vừa hay cùng đi chuyến tàu này với cậu. Cho phép phỏng vấn cậu được không? Được, được chứ ạ. Đừng căng thẳng thế, cậu là học sinh. À vâng, con trai tôi vừa thi đỗ Đại học Thiên Châu. Lúc này, mọi người đều cảm thấy hình tượng của Lý Tứ sáng chói, cao lớn hơn rất nhiều. Cuộc phỏng vấn kéo dài rất lâu mới kết thúc. Gia đình Lý Tứ vừa nghỉ ngơi. Một cặp vợ chồng đi tới. Xin hỏi ai là đồng chí Lý tôi đây? Xin hỏi có việc gì vậy tiểu tứ cô? Các cháu cũng đi chuyến tàu này đến kinh thị à? Vân Tiêu đây chính là bạn cô đã nói với cháu đó. Không ngờ chính cậu ấy đã cứu Vân Âm.
Vân Tiêu đây chính là bạn học bán thịt nướng mà cô đã nói với cháu đó. Không ngờ chính cậu ấy đã cứu Vân Âm. Lý Tứ vừa nghe lời này đầu óc lập tức choáng váng. Người tôi cứu lại chính là Vân Âm. Khó trách kiếp trước, sau này không còn nghe được bất cứ tin tức gì về Vân Âm. Chẳng lẽ cũng liên quan đến chuyện lần này chú? Vân Âm bây giờ cô ấy thế nào? Vân Âm đã không sao rồi. Chú cứ gọi cháu là Tiêu. Lần này thực sự quá cảm ơn cháu. Chú và cô cháu đã chuẩn bị chút quà, mong cháu đừng chê. Chú ơi, không thể nhận được. Không thể nhận. Gia đình Vân Âm thấy cậu nhất quyết không cũng nhận, đành phải cất đi. Nhưng họ chắc chắn sẽ không quên ơn nghĩa này, để lại thông tin liên lạc sau này tìm cơ hội trả ơn. Ơn nghĩa này chính là Lý Từ đến khoang tàu, nơi gia đình Vân Âm ở. Chú cô cháu đến thăm Vân Âm. Lý Từ cháu cũng ở trên chuyến tàu này à? Vân Âm vừa tỉnh lại sau khi bị thuốc mê, con tưởng là tình cờ ở cùng một chuyến tàu. Vân Âm, con nói trùng hợp, Tiểu Tứ chính là người đứng ra cứu con đó. Vân Âm trợn vào mắt nhìn Lý Từ khó tin. Sau đó mẹ Vân Âm kể lại toàn bộ chuyện trên tàu. Giây phút này Vân Âm nhìn Lý Tứ, trong lòng cảm động sâu sắc sáng mốc, vậy không tin à. Tớ tin mà cảm ơn cậu đã cứu mình. Sau này mình nhất định sẽ trả ơn cậu. Lúc này cha mẹ Vân Âm nhìn hai người trẻ tuổi, với vẻ tâm đầu ý hợp cảm thấy hai người thật xứng đôi. Chuyến tàu Đông Phương mà quý khách đang đi ra đến. Ga cuối cùng của chuyến đi này là ga Thiên Châu. Xin quý khách mang theo hành lý cá nhân, chuẩn bị xuống tàu. Vân Âm chào đi, trước đây xuống tàu gặp. Nói xong Lý Tứ liền rời đi. Tiểu Tứ, cậu bé này không tồi Vân Âm. Con đang hẹn hò với Tiểu Tứ à? Không, không có chuyện đó đâu. Không có gì đâu, bây giờ con ba mẹ hỏng hộ. Ra khỏi ga, hai gia đình lại tụ tập với nhau. Vân Âm còn xe trước, là nhân viên đón tân sinh viên Đại học Thiên Châu. Nói xong hai gia đình liền đi tới xin chào, cho hỏi có phải phụ trách đón tân sinh viên không. Đúng vậy, tôi và cô bạn này đều là tân sinh viên. Lên xe đi, xe chúng tôi cứ 1 tiếng một chuyến. Chuyến xe này đợi thêm 10 phút nữa là có thể xuất. Theo lời nhân viên đón tiếp. Nói xong hai gia đình liền nhìn thấy một chiếc xe buýt đậu bên cạnh ông nội chú cô. Ba mẹ chúng ta lên xe thôi. Lý Tử nói xong, hai gia đình liền cùng lên xe buýt. 20 phút sau, xe buýt đã đến cổng trường Đại học Thiên Châu. Trường đại học đẹp quá. Lý Tử, cậu đăng ký chuyên ngành gì? Kinh tế học. Cậu cũng học kinh tế học à? Vậy sau này chúng ta lại là bạn cùng lớp. Trùng hợp vậy sao? Hai người còn cùng một chuyên ngành. Vậy thì tình cảm tốt rồi Tiểu Tử. Sau này phải chăm sóc Vân Vân nhà chúng tôi nhiều. Cô vậy. Yên tâm, điều đó là chắc. Cháu nhất định sẽ chăm sóc Vân Âm thật tốt. Mẹ Vân Âm cứ an tâm. Lần này chúng tôi đến đây không định quay về nữa. Sau này tôi cũng sẽ giúp trông nom Vân Âm nhiều, vậy thì quá cảm ơn tôi chị. Tôi cứ gọi chị là chị Linh nhé. Chị Linh, cảm ơn chị nhiều. Các bạn sinh viên, chúng tôi là tình nguyện viên chuyên phục vụ các bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hoàn tất toàn bộ thủ tục nhập học. Mời các bạn đi theo chúng tôi. Lý Tứ, chúng ta đi thôi. Gia đình Lý Tứ được tình nguyện viên dẫn đến ký túc xá. Tiểu Tử, ký túc xá trường này thật tốt, cái gì cũng có rất tiện lợi. Mua thêm ít đồ dùng vệ sinh là có thể ở luôn rồi. Đúng là tốt, nhà vệ sinh cũng ở ngay trong, giặt quần áo các thứ cũng rất tiện. Trong ký túc xá đã có Lý Tứ, nhìn thấy một nam sinh đẹp trai đứng ở cửa ký túc xá. Tò mò nhìn anh. Chào cậu bạn mới. Mình là Kim Vũ, rất vui được gặp con, chào cậu. Mình là Lý Tư. Tiểu Vũ à, mẹ đã nói với con đừng ở ký túc xá. Con xem căn phòng này nhỏ thế này, con không bằng nhà vệ sinh nhà mình mẹ. Con không muốn. Mẹ đã nói khi con lên đại học sẽ không quản. Là người phải giữ lời hứa. Được rồi, mẹ có thể đi ba mẹ thôi. Con dọn xong rồi, chúng ta đi quanh đây xem sao, rồi tìm một nhà khách để ba mẹ ở tạm sau khi sắp xếp cho chồng tư vấn. Liên theo địa chỉ trên giấy chứng nhận tìm quyền. Đến mặt bằng mà hệ thống thưởng. Phần lớn các cửa hàng đều chưa mở cửa. Vừa mới hết kỳ nghỉ hè. Sinh viên vẫn chưa quay lại hệ thống. Là cửa hàng này phải không? Đúng vậy, thưa chủ thể, tốt lắm. Tốt lắm, mặt bằng này còn có 2 tầng như vậy. Ba mẹ có thể ở tầng 1 dùng để kinh doanh. Giây phút này Lý Tứ rất vui mừng. Mẹ ở dưới làm ăn, ở trên sinh hoạt tiết kiệm thời gian. Đi lại không còn chạy đi chạy lại, mà còn rất thuận tiện. Nên nói với cha mẹ chuyện căn nhà thế nào đây. Đúng rồi, có rồi. Sau đó Lý Tử đến nhà khách, dẫn cha mẹ đến cửa hàng này. Tiểu Tử, con dẫn chúng ta đến đây làm là muốn thuê cửa hàng. Con thấy ở cửa có một mặt bằng đang giao bán, người bán đang gấp bán. Con không kịp bàn với ba mẹ nên đã mua luôn rồi. Thật ra con này sao mà to gan thế. Đừng bị người ta lừa nhé. Tiếp tục làm xong chưa, nhà rộng bao nhiêu. Chính là căn này, tầng trên có thể ở dưới bán hàng. Không phải lo lắng chuyện về nhà quá muộn. Coi như ở Thiên Châu cũng có chỗ rồi, tuy tiền đã tiêu hết, nhưng chúng ta có thể kiếm lại có tay nghề trong người. Không sợ lúc này ba mẹ Lý Tứ nhìn mặt bằng 2 tầng. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Tử nói đúng có nó. Gia đình mình coi như ổn định ở thành phố Thiên Châu. Trên người mẹ và ba con còn mấy trăm đồng, đủ để chúng ta mở quán trước đã. Đúng vậy, cả nhà mình đoàn kết, dù khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua được. Kể từ giây phút này, gia đình Lý Tứ coi như đã hoàn toàn ổn định. Ở Thiên Châu tiếp theo tập trước mẹ. Chúng ta không phải còn mấy trăm đồng, sao bây giờ chưa mở cửa hàng được? Con muốn tranh thủ khoảng thời gian này lấy một ít hàng ở chợ Bắc Phát mang vào trường bán. Đúng đấy, con trai con thông minh thật, có thể bán một số đồ dùng sinh hoạt đi thôi. Bây giờ chúng ta đi luôn. Sau đó Lý Tứ liền lấy một mẻ đồ dùng sinh hoạt mang về ký túc xá. Lúc này Kim Vũ và hai bạn cùng phòng đi tới. Bạn học mình tên Tiêu Xuân Phong, chuyên ngành kinh tế học, mình tên Hà Đào. Rất vui được gặp cậu, chào các cậu. Mình tên Lý Tứ, cũng học chuyên ngành kinh tế. Bọn mình có nghe Kim Vũ nhắc đến cậu mang nhiều đồ dùng sinh hoạt thịt là định đi bán. À đúng vậy, nhà nghèo định bán ít đồ dùng sinh hoạt kiếm chút tiền. Cậu thông minh thật, lại có thể nghĩ ra cách kiếm tiền này. Giá mà mình thông minh như cậu thì tốt. Lý Tứ hiểu ngay. Người này chắc hoàn cảnh gia đình cũng rất bình thường. Không biết cậu có thời gian không? Mấy ngày trước khi khai giảng này, cậu dẫn mỗi người đến mua đồ của mình, bán được một người hoa hồng 1 đồng. Còn có chuyện tốt này nữa à? Mình tham gia mình cũng vậy.
Vậy là nó định rồi. Đến lúc đó tính công cuối tháng, làm nhiều hưởng nhiều tiêu. Xuân Phong và Hà Đào đều hăng hái muốn thử kim vũ, không mấy hứng thú kiếm tiền. Hoàn cảnh gia đình cậu ta có vẻ không chắc. Chưa từng vì tiền mà lo theo lắng. Theo sự tuyên truyền của hai người, chỉ một lát sau ký túc xá đã đông nghẹn người bạn ơi. Tôi muốn cái này. Chỉ một lát sau đồ Lý Tứ mang đến đã bán sạch. Bạn Tiêu, bạn Hà đây. Đây là tiền hôm nay. Vậy thì cảm ơn nhiều, mình có một mặt bằng trong trường. Ngày mai trực tiếp dẫn bạn bè đến cửa hàng nhé. Ở ký túc xá mãi cũng không phải chuyện. Theo sự tuyên truyền của hai bạn, ngày càng nhiều bạn học biết trong trường có cửa hàng bên này bán đồ dùng sinh. Hoàn cảnh náo nhiệt này kéo dài mấy ngày liền, đến chiều mới kết thúc. Xuân Phong hôm nay tổng cộng kéo được 58 người. Các cậu xem đúng không Lý ca? Ngày mai buổi sáng có tiết học còn làm nữa không? Đừng gọi anh tạm thời không được. Chắc các bạn cần mua đã mua xong rồi. Vậy được, chúng tôi đi đây. Nói xong hai bạn liền quay người rời đi. Chủ thế hôm nay chưa đăng nhập. Có đăng nhập không đăng nhập? Chủ thể đã đăng nhập, nhận được một tờ công thức thịt kho. Ngon đến mức đá cũng thế nữa tiểu tử. Anh vừa tính sơ qua tổng cộng nhập năm 1950 mỗi bộ lãi 20 lãi đồng. Được 39.000 đồng. Tiểu tứ nhà mình bây giờ thật có tiền đồ. Tuy tiện nghĩ ra một chiêu là kiếm được cả đống. Khó trách người xưa nói tiền càng tiêu càng có. Tiểu tứ lấy tiền mua căn nhà này mới có những chuyện sau đó. Ha 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 ha, mẹ ngày mai sau khi họp lớp xong, con muốn mời gia đình Vân Âm đến cửa hàng mình ăn cơm. Lắm tiểu tứ có tiền đồ. Sau khi họp lớp xong, Lý Tứ đi tới. Lý Tứ, có chuyện gì vậy? Gia đình mình mở cửa hàng trong trường. Tối nay muốn mời cậu và gia đình cùng đi ăn cơm. Được thôi, mình sẽ đến nhà khách nói với gia đình Vân Âm. Cậu đang hẹn hò với Lý Tứ à? Đừng nói bậy. Mình và Lý Tứ là bạn cùng lớp cấp 3 Lý Tứ. Vậy tối nay gặp nhé. Tối hôm đó gia đình Lý Tứ bày sạp ở cửa. Vì mùa hè và cửa hàng vẫn chưa sửa xong nên tạm thời bày sạp ở cửa. Lúc này gia đình Vân Âm đi tới. Vân Tiêu, hôm nay cháu có phúc rồi. Thịt nướng tiểu tứ làm ngon cực kỳ. Chú cô bà Vân Âm, mọi người mau ngồi đi, chị nướng sắp xong rồi. Chị Lâm phúc khí thật đấy. Tiểu tứ học hành giỏi để nấu ăn cũng ngon thế này. Sau này vợ nó sẽ có phúc lắm. Chị đừng khen nó nữa, đuôi nó sắp vảnh lên trời rồi. Mau ngồi mau ngồi. Một phút sau, một phần thịt nướng thơm ngon đã bày ra trước mặt. Vân Âm và mẹ Vân Âm cũng ăn đi à, không sao để mình giúp cậu. Lý Tứ nhìn người con gái trong mộng trước mắt, xúc động vô cùng. Xem con gái còn nói không có hứng thú với người ta. Mới có mấy ngày đã thân thiết với người ta thế rồi. Vân Lôi lắc đầu, con gái lớn khó giữ mà, Vân Âm đúng là cô gái tốt. Xinh đẹp hiền lành, học hành giỏi giang, tiểu tử cũng là lại đẹp trai. Võ nghệ lại cao, tay nghề nấu ăn lại giỏi, sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Hay bà mẹ bắt đầu tán tụng con mình. Sao mùi thơm thế này? Một người đàn ông tóc hoa dâm từ từ đi tới. Nói với Lý Tứ, cậu bé cứ cho tôi 20 xiên nướng bất kỳ. Thêm một chai bia nữa chào bác. Hôm nay chúng cháu chưa bắt đầu kinh doanh. Mấy xiên nướng này là chúng cháu nướng để tự ăn. Mời bác ngày mai quay lại. Lý Tứ vừa nói xong, đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói máy móc của hệ thống. Hệ thống phát hiện bên cạnh chủ thể có một vị đại gia. Thư pháp. Đăng nhập ngay có thể nhận được kỹ năng thư pháp. Có đăng nhập không đăng nhập? Đăng nhập thành công, nhận được 55 kinh nghiệm của bậc thầy thư pháp. Cậu bé này xem, chúng ta cũng coi như có duyên. Tôi đi đến đây vừa hay ngửi thấy mùi thơm xiên nướng của cậu. Cậu phá lệ làm cho tôi một bữa được không ôi? Cháu tưởng chuyện gì, nếu bác không chê, mời bác ngồi ăn trước. Cụ già bên này mời. Cụ già liền đi tới. Thịt nướng đã bưng lên bàn. Thơm quá cậu bé ơi. Vậy tôi không khách sáo nhé, vậy chúng ta cùng ăn thôi. Nói xong mọi người bắt đầu ăn, kéo dài rất lâu. No say rượu thì cụ gia chủ động nói, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi bữa cơm này, thật khó quên cả đời lão tiên sinh. Gặp nhau cũng là duyên phận. Nếu cháu không nhìn nhầm, hình như quán ăn nhà cháu vẫn chưa có tên Ôi Chao. Đúng rồi, xem chúng tôi quên mất chuyện này. Vậy thì đúng là chúng tôi cũng biết viết vài chữ. Vậy thì tốt quá, cửa hàng chúng cháu đang cần cảm ơn cụ. Nói xong liền vội vàng vào trong lấy giấy bút. Lý Tứ trải giấy tuyên trên một cái bản sạch. Cụ gia hỏi các cháu định đặt tên gì. Lúc này cũng không nghĩ ra tên gì hay chi, bằng cụ vất vả đặt giúp một cái. Không bằng đặt tên là Văn Hương. Cứ nhé. Hay quá, cụ già đặt tên thật tuyệt. Cụ già cầm bút ngồi thẳng lưng, chỉ thấy ông nhấc bút như máy bay nước chảy một nét. Một nét thể hiện sức mạnh tiềm ẩn trong sự tĩnh lặng của người viết chữ. Vân Âm đánh giá một hồi rồi nói, xin hỏi một câu, phải chăng cụ là đại sư Trần Giật Cô Bé mắt tinh đấy? Hóa ra cụ là Trần đại sư. Cháu có nghe câu chuyện của cụ? Không có, nhưng trên mặt cụ ghi đầy câu chuyện. Cậu bé, cậu học thư pháp mấy năm rồi, theo học danh sư nào? Cháu chưa từng học thư pháp bao giờ. Biết viết không viết mấy chữ cho tôi xem vậy. Để cháu thử xem. Nói sau, nên lấy một tờ giấy mới viết ba chữ Văn Hương Cư. Cháu ơi, nét chữ Lý Tứ viết ra thực sự làm mọi người giật mình. Lý Tứ đây thực sự là lần đầu tiên cậu viết à? Vân Âm vẫn luôn cảm thấy thiên phú của mình cũng tạm không được. Ngờ Lý Tứ còn tài hoa hơn. Nhưng biểu cảm của Trần Giật Bình lại càng nghiêm túc hơn. Ta muốn nhận các cháu làm đồ đệ, các cháu có nguyện ý không giây phút này? Trần Giật Bình để ý đến Lý Tứ muốn nhận cậu làm đệ tử. Kể nguyện ý giây phút này. Hai gia đình rất vui mừng. Không ngờ một bữa cơm, hai đứa trẻ trở thành đệ tử của danh sư. Tiếp theo tập trước, Lý Tứ trở về, cả ba người đều ở đó. Lý Tứ về rồi nghe nói hôm nay cậu mời Vân Âm ăn cơm. Cậu thích cô gái tên Vân Âm đó đúng không? Nhưng nghe nói có rất nhiều người muốn theo đuổi cô ấy. Lý Tứ không ngờ mới khai giảng đã có nhiều tình địch như vậy. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tình bạn giữa các chàng trai đôi khi rất khó dùng lời diễn tả. Chỉ trong thoáng chốc, bên kia Vân Âm trở về ký túc xá. Không gian chịu sự tra hỏi của bạn cùng Tiểu phòng. Âm khai thật đi.
cậu và Lý. Từ đó quan hệ thế nào không phải đã nói rồi sao? Bọn mình là bạn cùng lớp cấp 3. Mới vừa hay đại học lại cùng một trường. Nên cậu ấy không thể không chăm sóc mình hai nhiều. Người không chỉ cùng một trường. Mà còn cùng chuyên ngành kinh tế nữa. Mời cậu ăn cơm. Đây là quan hệ bạn học bình thường sao? Đúng vậy mau nói xem rốt cuộc hai người thế nào. Vân Âm đành phải kể ra một số vướng mắc giữa mình và Lý. Thỏa mãn sự tò mò của ba người. Ví dụ như chuyện cứu giúp trên tàu hỏa. Lý Tứ này còn ngầu lắm này. Vừa đẹp trai vừa võ nghệ cao cường. Hiệp khách nhu tình giống Quách Tĩnh ấy. Cậu chính là Hoàng Dung tinh quái đó. Bất kể Hoàng Dung gặp nguy hiểm gì, Quách Tĩnh luôn xuất hiện. Lúc này Vân Âm cảm có lẽ mình đã hơi thích Lý Tứ rồi. Ngày đầu tiên sau khi tan học buổi sáng, Quan Âm có thời gian thì qua ăn cơm nhé. Mình về trước phụ giúp đây. Nói xong Lý Tứ liền đi trước. Bạn cung phòng Vivi học giọng Lý Tứ trêu đùa. Vân Âm có thời gian thì qua ăn cơm nhé. Thôi đừng giận mà không phải Lý Tứ nói đấy à. Vân Âm không để ý vội vàng đuổi theo. Hôm nay cửa hàng khai trương ngày đầu cũng cô phải đến phụ giúp khi hai người vội vàng đến. Trong cửa hàng đã rất bận rộn. Mùi thơm của thịt kho và cơm chiên thu hút rất nhiều sinh viên. Tiểu Tứ Vân Âm. Cô Lâm còn đến giúp cô. Vừa dứt lời, ba bạn cùng phòng của Lý Tứ cũng vội vàng chạy tới. Nghe nói hôm nay là ngày khai trương đầu tiên. Lâm Quế Hoa cũng không khách sáo với tốt họ. Tốt đều là những đứa trẻ phiền ngoan. Các con rồi. Nói xong mọi người bắt đầu bận rộn. Mai đến 1 giờ 30 phút mới hết khách. Lúc này mấy người đã đòi đến mức ngực dính lưng. Mấy đứa các con vất vả rồi mấy cái này ăn không tí. Đủ thì bảo Tiểu Tứ làm định thêm phải cho ăn các non. Con ngon. Cảm ơn cô mấy người ăn ngầu nghiến. Nửa tiếng sau Lý Tứ. Cơm chiên trứng nhà cậu sao mà ngon thế? Ngày đầu tiên Lý Tứ đã bận rộn như sau vậy. Sau này chỉ dựa vào chủ thím phải tìm cậu. Người đến giúp thôi đúng vậy. Lý Tứ không ngờ cửa hàng bận rộn lên sẽ loạn như vậy. Thực ra không cần thiết tìm người làm cả ngày. Bình thường chú Lý và chị Lâm hoàn toàn đủ sức. Chủ yếu chỉ giờ cơm trưa và tối sẽ bận một chút. Các cậu nói xem. Tớ tìm một số sinh viên làm thêm thì sao? Cho ăn hai bữa mỗi ngày chỉ có 2 tiếng trưa. Cho 10 đồng một ngày như vậy. Vừa giúp đỡ sinh viên cửa hàng cũng đủ người. Tiền lương thuê một nhân viên chính thức. Toàn thể có thể thuê được 2 sinh tính viên. Tính tớ là một được không? Tớ sẽ cố gắng ăn ít thôi chăm chỉ làm việc tớ cũng vậy. Ha ha ha. Kết thúc rồi chỉ còn Vân Âm và Lý Tứ. Vân Âm chiều nay đi dạo công viên cạnh trường nhé. Vân Âm trong lòng âm thầm vui sướng. Bấy giờ chiều 3 giờ gặp ở công viên. Mấy ngày ở chung này, Lý Tứ và Vân Âm thực ra đã ngâm hiểu ý nhau. Cảm thấy chỉ thiếu một cơ hội đột phá. Anh đẹp trai mua hoa không? Nhìn thấy hoa hồng trong giày. Lát Lý Tứ cảm thấy cơ hội đã tôi đến. Tôi muốn mời một bông hoa. Cầm hoa hồng đỏ. Vi Tử quay người nghiêm túc đưa cho Vân Âm. Vân Âm tặng em đấy. Vân Âm đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Trong thoáng chốc căng thẳng vô cùng. Nhận lấy hoa sau này em sẽ là người của anh. Anh còn tưởng em biết anh đang theo đuổi em cơ. Nếu em không đồng ý hẹn hò với anh thì vứt bỏ hoa đi. Em đâu có nói không đồng ý. Vậy tức là đồng ý rồi nhỉ. Giây phút này tình yêu song hướng rất đẹp. Chiều tối Lý Tứ và Văn Âm trở về Văn Hương. Lâm Quế Hoa phát hiện hôm nay Văn Âm khác lạ. Con có bó hoa tươi trên tay không nỡ buông. Trong thoáng chốc hiểu ra điều gì Tiểu Tứ. Con tỏ tình với Văn Âm rồi à. Lâm Quế Hoa nhìn tình hình này chắc là đã đồng ý rồi. Văn Âm sau này nếu nó bắt nó với cô, xem cô có xử nó không. Anh ấy sẽ không bắt nạt em đâu đã bênh vực rồi kìa. Con muốn cuối tuần dẫn Văn Âm đi dạo phố. Mua ít quần áo. Tiện thể đi xem Thiên Gia Viên nổi tiếng. Nghe nói là phố đồ cổ nổi tiếng ở Thiên Châu. Cuối tuần không bận. Hai đứa đi mua nhiều quần áo cho Văn Âm. Lúc này Văn Âm cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên Lý Tứ. Tiếp theo tập trước cuối tuần, Lý Tứ và Văn Âm đến Thiên Gia Viên. Hai người chậm rãi bắt đầu dạo quanh. Thiên Gia Viên được gọi là phố đồ cổ đủ loại, quầy hàng nhỏ bán đồ lặt vặt. Lý Tứ rất hiểu tính cách của hệ thống. Đến phố đồ cổ check-in, chỉ muốn xem có thể nhận được thứ gì hữu dụng. Âm thanh hệ thống chủ thể check-in ở phố đồ cổ. Nhận được quyền sử dụng thú cưng tìm báu vật và mắt thấu thị. Một ngày chàng trai mua tranh đi. Đồ của tôi đều là hàng tốt. Mở mắt ra mà ăn chúng ta qua xem thử nhé. Nói xong Lý Tứ dẫn Văn Âm đi tới cậu bé này. Ba anh chiến xương bố là bản chính. Hôm nay hai ta gặp nhau cũng là duyên phận. 5.000 đồng cậu lấy đi lúc này. Lý Tử lén thả ra thú cưng tìm con. Thú cưng này chỉ mình cậu nhìn thấy. Người khác không nhìn thấy con chó này đứng im ở đây. Không đi chẳng lẽ là bản chính ba anh chiến lữ bố. Chẳng lẽ là đánh tứ mã. Chắc chắn có vấn đề ông chủ. Ba anh chiến lữ bố là đánh tứ mã nói thẳng ra đi. Nhà tôi mở cửa hàng nhỏ muốn một cái treo tường ôi. Đều là để kiếm sống thôi. Vì cậu thành tâm muốn tôi bán cho 1.000 đồng cậu lấy đi. 100 đồng không bán thì thôi tiểu tử. Chúng ta đi thôi. Phía trước còn nhiều thứ hay hơn. Mấy lời này đều là giả thôi. Lúc này ông chủ cũng gấp cậu bé. 100 đồng tôi bán cho cậu. Nói xong sợ đổi ý vội vàng gói bức tranh đưa cho Lý Tứ. Nhìn dáng vẻ vội vàng của ông chủ, cảm thấy 100 đồng vẫn cho cao quá lúc này. Thú cưng tìm báu vật chạy về phía Vân Âm chúng ta. Đi xem phía trước. Nói xong liền dẫn Vân Âm đi theo dấu vết của thú cưng tìm báu vật. Muốn mua gì cứ tùy tiện xem. Những thứ này đều do tôi tự đi nhà quê thu về. Đều là đồ cũ. Lý Tứ nhìn vị trí thú cưng tìm báu vật đang ở. Ngồi xuống đây là lúc tôi đi nhà quê tìm đồ cũ. Tìm được từ nhà một bà cụ. Tôi chỉ bỏ ra 30 đồng nếu cậu thích 100 đồng lấy đi. Lý Tứ cảm thấy ông ta cũng là người kiếm tiền. Cũng vất vả. Cũng không mặc cả trực tiếp lấy ra 100 đồng đưa cho ông ta. Quân Âm hơi không hiểu lắm. Hai thứ này đều không phải bảo vật gì. Nhưng thái độ của tiểu tứ như thể đây là bảo vật phi thường. Lý Tứ biết cô nghi hoặc nhưng cũng không giải thích gì. Văn Âm đi với anh. Lý Tứ dẫn Văn Âm đi theo thú cưng tìm báu vật. Đi dọc theo phố chợ. Đi đến một cửa hàng đồ cổ. Thấy thú cưng tìm báu vật rẽ vào trong cửa hàng. Cũng đi theo vào. Lúc này một thanh niên đi tới.
Hai vị muốn xem cái gì? Chúng tôi xem tùy tiện trước. Đá tại hạ là Hướng Thiên Hồng, trong tay vừa mới tìm được bảo vật. Nếu không phiền, có thể cùng thưởng thức một chút được. Không thưởng thức thì không dám, chỉ là mua tùy tiện ở quầy hàng bên ngoài thôi. Phiền anh xem hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả tiền. Hướng Thiên Hồng cầm lấy cái tám nhỏ, nói tiền thì miễn đi, coi như giao lưu học hỏi giữa những người trẻ tuổi. Thái độ của Hướng Thiên Hồng rất tốt, bắt đầu kiểm tra cái tám rất cẩn thận. Chỉ một lát sau, cậu bé, chẳng lẽ đây là tám quân diêu thời Bắc Tống? Lúc mua cậu đã nhìn ra rồi à? Không, tôi không hiểu đồ cổ, chỉ là đến đây chơi, mua tùy tiện cho vui thôi. Cái tám sứ này theo phán đoán của tôi rất có thể là tám sứ quân diêu thời Bắc Tống. Nếu cậu không phiền, có thể đưa cho ông nội tôi xem được. Không có đồ tốt gì mà cần ta xem. Chỉ thấy một ông lão và một người đàn ông trung niên đi tới. Ông nội, có một vật cháu nhìn không rõ, xin ông xem qua, vậy thì đưa lên đây ta xem nào. Hướng Thiên Hồng đưa cái tám lên trước mặt ông lão, nhìn hình dáng mỏ giống như đầu quân diêu thời Bắc Tộc. Người đàn ông trung niên mở lời trước, ông lão không nói gì, kiểm tra cẩn thận một lượt báu vật hiếm có. Ông nội, đúng là tám con diêu sao? Đây chính là tám sứ men xanh thiên thanh, con diêu thời Bắc Tống. Hiếm ông lão, nếu định giá cái tám sứ này thì cần bao nhiêu tiền? Giá trị cụ thể không thể ước lượng, ta chỉ nhớ 2 năm trước đấu giá ở Tương Gia một cái, nghe nói hơi có khiếm khuyết, giá thành giao dịch là 7 triệu. Nếu gặp người yêu thích, chỉ có nhiều chứ. Cậu bé, cái tám sứ này có lai lịch gì? Tiện thì nói nghe được không? Lúc mới đến tôi mua ở ven đường chợ đầu quầy hàng. Cậu bé mắt tinh đấy. Bao nhiêu tiền? Người đàn ông trung niên đảm nghĩ, nhận được hời cũng phải mất vài vạn chứ. 100 đồng, cậu bé, tôi giao dịch mấy thứ này cả đời cũng chưa từng thấy ai nhặt được hời lớn như vậy. Cậu bé vào nghề bao nhiêu năm rồi? Không giấu gì các vị, tôi chỉ thấy cái tám này cũng được, mua về chơi thôi một chưa tuyệt. Cậu chính là sinh viên Đại học Thiên Châu, cứu người trên báo đăng thời gian trước, phải không? Lý Tướng ngạc nhiên, ông ta lại nhẫn tâm tránh né, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Tôi thấy cậu cứ cầm bức tranh này cũng là tìm được, hôm nay có thể cùng xem được không? Lý Tướng cũng không nói nhiều, trực tiếp mở bức tranh ra, vừa liếc mắt mấy người đều bịu môi, nhìn là biết đồ giả. Mà xem ra vận may của cậu bé này cũng chỉ có một lần, nhìn là biết hàng nhái cận đại còn ba. Anh đánh tướng mã chiến, đưa bố ông lão lại không trực tiếp kết luận tại sao cậu mua nó, có lẽ là một cảm giác mơ hồ nào đó. Lý Tướng chắc chắn không thể nói là do thú cưng tìm báu vật, anh chỉ đành giả vờ ngờ, cảm thấy ông lão không nói tiến gì. Lên quan sát kỹ, càng gừng càng già càng cay. Ông lão chỉ liếc mắt đã nhìn ra manh mối cậu bé, lời cậu nói của thật hơi có ý tứ, nếu không phiền tôi mở ra xem cho cậu nhé, hoàn toàn tùy cụ xử lý. Ông lão được đồng ý, bắt đầu mày mò, hóa ra là tranh trong tranh. Đây có phải bản chính không? Cá nhân tôi cho rằng đây là bản chính, nhưng tôi không dành để tranh. Bằng một người bạn của tôi, ông nói là Diệp sư phụ phải không? Chúng ta cứ mời ông ấy đến xem là được cậu bé. Cậu đồng ý chứ? Lý Tứ suy nghĩ một, còn một lúc nữa mới đến giờ câu, vậy được thôi. Lúc này Vân Âm đã hoàn toàn choáng váng. Lý Tứ rốt cuộc là người thế nào? Con cưng của ông trời cũng không giỏi đến vậy chứ. 20 phút sau, một ông lão vội vã chạy tới. Đây chính là bước một con hoàng yến đẻ hải đường à? Nói xong cũng không để ý mọi, bắt đầu kiểm tra, xác nhận là bản chính không nghi ngờ. Diệp sư phụ, xin ông xem bức tranh này trị giá. Đây là báu vật của đất nước, chúng ta sao có thể dùng tiền để đo lường được? Thật tầm thường. Lý Tứ vừa nghe câu này trong lòng giật thót. Ông già này không phải bắt mình nộp cho nhà nước chứ? Lão viên chỉ là người tầm thường. Ông cứ nói đi, bức tranh này rốt cuộc có thể trị giá? Bức tranh này khởi điểm 5 triệu. Diệp sư phụ nói thẳng, ông ta muốn sưu tầm bức tranh này đã lần cuối này. Cùng cũng gặp được, ông tìm nhầm người rồi. Chủ nhân bức tranh ở kia kìa cậu bé. Tranh của cậu à? Bán 5 triệu được không? Lý Tứ định bán nhưng anh không quen Diệp sư phụ này. Cậu yên tâm, Diệp sư phụ là sư huynh của tôi, ông ấy tuyệt đối không lừa cậu đâu. Vì Diệp sư phụ thích thì cứ theo lời ông nói vậy bé. Cho phép tôi hỏi bức tranh này có xuất xứ thế nào? Mọi người liền kể đơn giản tình hình của Lý Tứ cho Diệp sư phụ nghe một lượt. Vận may của cậu bẩm sinh đã có ái lực với đồ cổ, không học thưởng thức đồ cổ thì quá phí. Diệp huynh, cậu bé này chính là chàng trai cứu người trên tàu, trên báo đăng lần trước đó. Giây phút này, Diệp sư phụ càng nhìn Lý Tứ bằng con mắt khác. Chúng ta gặp nhau một lần cũng coi như có duyên. Tôi lão viên coi như mở rộng tầm mắt, tôi mời khách, ai cũng đừng tranh với tôi. Đúng rồi, cậu bé có hứng thú đi xem đánh cực đá không? Ngày mai dẫn cậu đi đánh cực đá. Lý Tứ kiếp trước chỉ xem trên T6 chưa từng tìm hiểu. Vừa hay có phần thưởng mắt thấu thị của hệ thống, anh cũng muốn đi xem cho biết được thôi. Vậy phiền tổng viên. Tiếp theo tập trước, Viên Thiên Cương dẫn Lý đến cửa một biệt thự, đánh cực đá chính là một nhát. Một nhát dầu, dựa vào vận may hôm nay dẫn các cậu đến mở mắt. Tuyệt đối đừng tự mình mê muội vì Viên Thiên Cương đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Sợ họ vừa trải nghiệm sức hấp dẫn của đánh sẽ mê muội không chìm đắm trong đó. Tiếng chung ai đấy tìm lão viên, một thanh niên bước ra. Là tổng viên à? Ông mời vào chúng tôi mới nhắc đến ông đấy. Hôm nay có một lô hàng mới đến, tôi còn dẫn theo mấy đứa trẻ, yên tâm, đều là người quen không có người ngoài. Bạn của tổng viên tất nhiên được chào đón. Mời mấy vị trẻ tuổi. Lý Tứ và mọi người, tổng viên ông lâu rồi không đến, hôm nay có hàng mới vừa đến, chọn chất lượng hàng, đảm bảo ông sẽ hài lòng. Ha ha, ông chủ Trần, lần nào ông chẳng nói thế. Vì hôm nay tôi chỉ dẫn mấy đứa trẻ quen đến đây, mở mang kiến thức. Ông chủ Trần nhìn mấy thanh niên trước mặt, mấy vị đến đây cứ như nhà mình vậy, tùy ý xem có thích cái nào. Xem mặt tổng viên, hôm nay tôi tính cho các vị giảm 20%. Chẳng, ông chủ ông nói giảm 20% nếu tôi chọn chúng. Ông đừng có không nhận nhé, cô bé thật thú vị. Tôi lão Trần làm ăn tuyệt đối không lừa giả dối trẻ. Mấy vị theo tôi đá đều ở kho phía sau. Nói xong liền dẫn mọi người đi về phía kho sau vườn. Ba vị lần đầu đến có thể xem khu vực hàng bên này, coi như luyện tay tổng viên theo tôi.
Nói xong hai người đi vào trong. Đá bên này đều 200 đồng một viên. Đây là hàng rẻ nhất chỗ chúng tôi rồi. Ba người hiểu rõ. Mấy cái rẻ nhất này chắc là bán không được, hoặc là chất lượng không tốt. Mấy vị từ từ chọn. Tôi đợi các vị ở chỗ cắt ngọc phía trước. Nói xong chàng thanh niên cũng quên rời đi. Vân Âm hướng tiên sinh chúng ta tản ra chọn đi. Lát nữa tập hợp ở chỗ cắt ngọc phía trước. Hai người gật đầu đồng ý liền đi vào trong lượn lờ. Nhận được quyền sử dụng mắt thấu thị, không biết mắt thấu thị này có xuyên qua được lớp vỏ đá. Nhìn thấy bên trong không nói xem là xe, Lý Tư nhắm vào một viên đá liền dùng mắt thấu thị. Thật sự nhìn thấy được, xem ra màu đen này là hỏng rồi, hiểu rõ nguyên lý. Lý Tư liền xem nghiêm túc, gần như cứ một phút một viên đá, nhìn là biết tên ngốc này chơi cho vui thôi. Thế mà còn ra vẻ nghiêm túc chuyên chú. Của nhiên đồ bị người ta bỏ đi đều không có hàng tốt, toàn là hỏng cả. Nghỉ ngơi chốc lát, Lý Tứ chuẩn bị xong lại tiếp tục xem. Lần này nhìn rõ rồi, viên đá này giống như cái bánh bao, vỏ mỏng nhân dày, bên trong toàn là ngọc thị màu đỏ. Tuy không hiểu ngọc, nhưng Lý Tứ biết khối ngọc này chắc chắn không tầm thường. Có lẽ vì viên đá đỏ này mở đầu tốt. Tiếp theo Lý Tứ liên tiếp lại nhìn thấy hai viên đá có ngọc, ra ngọc tím rồi. Lý Tứ không ngừng chọn đá thô, vội vàng chạy tới mặt cát lớn như vậy. Nếu bên dưới toàn là ngọc thì đúng là đắt giá. Tôi thấy 8, ngày mùng 9 tháng 10 là không sai, cô gái này ăn to rồi đã. 200 đồng một viên cô bé, cô bán ngọc này không? Tôi trả 30.000. 30.000 mà anh còn mặt mũi ra giá tôi trả 50.000, 70.000. Xem ai dám tranh với tôi lúc này. Lý Tư dùng mắt thấu thị nhìn Vân Âm, bán 70.000 đi. Lời Lý Tư khiến Vân Âm giật mình trong lòng. Hôm nay cô tận mắt chứng kiến vận may của Lý Tư. Ông chủ 70.000 là của ông đấy. Tốt, cảm ơn cô bé nhiều thầy. Giúp tôi cắt hết nhé. Bên này vừa dứt lời, thợ thủ công liền bắt tay vào cắt. Sao lại thế này? Xong rồi mà cắt lớn như vậy, lại chỉ có một lớp lọc thịt mỏng. Nợ con lần này lỗ rồi. Chỉ mua được chút ngọc, thịt này nhiều nhất cũng chỉ đáng 10.000. Ai lỗ 70.000 chứ? Tiên Thiên Cương cuối cùng cũng chọn xong đá của mình. Đi tới mấy đứa mua đá rồi trả phí cắt cho lão viên. Ông đánh giá thấp mấy người bạn này rồi. Vừa rồi cô gái này cắt ra ngọc tím bán cho lão cao, bán được tận 70.000 đấy. Viên Thiên Cương nhìn thấy mảnh ngọc tím nhỏ trên bàn, ha ha ha, lão cao ông cũng có ngày hôm nay. Lão cao này là kẻ đạo đức giả, trước đây có chút bất hòa với ông Quan Âm kiếm được tiền của lão cao, đáng lẽ phải hố ông, đơn giản là khiến Viên Thiên Cương vui liên quan gì đến ông. Nói xong cầm ngọc quay người bỏ đi. Viên Thiên Cương nhìn đá thô trong tay Lý Tử, cậu đừng hy vọng quá lớn, mấy thứ đá vụn đó đều là chọn lọc kỹ càng rồi bỏ đi, khả năng xuất lực gần như không có, coi như phí cắt thôi, cháu biết rồi, chỉ là chơi cho vui cũng không tính là đắt. Nói xong đi đến chiếc máy cắt hai cái này đi bên này, nhân viên bắt đầu thao tác. Trời ơi, ngọc xanh hoàng lý, vận may của cậu cũng quá tốt rồi. Ghen tị thì tôi cũng chán. Nói rồi sau đó nhân viên lại cắt ra viên thứ hai, lại ra ngọc xanh bằng nữa. Thằng nhóc này là yêu quái à cậu bé, hai viên ngọc này bán không? Hôm nay là ngày gì thế này? Cắt một cái ra một cái. Tôi cũng phải mau đi mua một viên thử vận may. Trong tay cậu còn một viên đá nữa kia. Không cắt đá không cắt nữa. Đã ra ngọc xanh hai lần rồi, viên này chắc chắn không cắt ra ngọc được. Tôi mang về giữ làm kỷ niệm vậy, đâu còn dám cắt nữa. Cắt tiếc mà lại ra ngọc. Hôm nay cậu chắc chắn không bước ra khỏi sân này. Cắt đi, mang về làm gì cái nặng thế này? Cắt một nhát là biết ngay thôi. Không cắt nữa hôm nay muộn. Quá rồi, đợi bên anh xong chúng ta về trước đi. Người nhà em còn đợi xem nữa. Lý Tứ cầm ngọc mình cắt ra đi xuống. Viên Thiên Cường cũng không lèn được cầm ngọc bước lên. Để nhân viên cắt ra. Lại ra ngọc sảnh nữa. Hôm nay lão viên tôi cũng cắt ra rồi xem ra. Ông chủ Trần không nói dối, hàng hôm nay của thật NDT không? Chúc mừng tổng viên. Đi thôi, chúng ta ra phòng trước nghỉ ngơi. Đến phòng trước, ba người vừa ngồi xuống, một người đàn ông trẻ mặc VC cười bước tới. Xin chào, tôi tên Vương Cẩn Tùng. Vừa rồi may mắn được thấy ngài cắt ra một viên ngọc xanh, không biết ngài có ý định bán không? Lý tưởng tất nhiên là muốn bán. Viên ngọc này đối với anh chỉ là vật trang sức, mang về cũng chỉ có thể sưu tầm. Bán thì tất nhiên là bán. Xem anh ra giá thế nào. Điều này anh có thể yên tâm. Rồi quên giới thiệu với anh, tôi là thiếu gia của Kim Hành Lão. Nếu giá tôi đưa ra không làm anh hài lòng, những nơi khác cũng không ai có thể ra giá cao hơn. Điều này chưa chắc. Vương công tử nói khác mà không sợ trận lưng viên à? Kim Cương vốn là người tùy ý tự tại, xem thường mấy kẻ đạo đức giả làm bộ làm tịch. Tiên tổng ông đừng vội mà nghe tôi nói hết, đã thể hiện sự chân thành của Kim Hành Lão chúng tôi. Viên ngọc xanh hoàng đế này ra giá 1 triệu. 1 triệu, Vương công tử cũng đành lòng nói ra. Một viên ngọc xanh hoàng đế lớn ngay cả 2 triệu. Cũng có người tranh giành. Vị viên Thiên Cương nói như vậy mới hiểu rõ giá trị của vật này. Viên tổng nói đúng. Một người phụ nữ xinh đẹp eo thon lưỡng người bước tới. Viên ngọc xanh hoàng đế này đáng giá như vậy. Tôi Miêu Thúy Hoa lấy Vương Cần Tùng. Dường như hơi sợ người phụ nữ đành phải lùi thùi bỏ đi. Miêu tỷ hôm nay cũng đến à? Viên ngọc xanh hoàng. Cậu bé của tôi vốn định mang đi nhà đấu giá. Hay là tăng thêm chút nữa. Miêu Thúy Hoa suy nghĩ giày lát. Tăng thêm 200.000 nữa. Nhiều hơn nữa tôi sẽ lỗ mất Miêu tỷ hào phóng. Vậy là thành giao. Đúng rồi lão viên, viên của anh 200.000 bán không thành giao. Tiểu Lý mai mau đi mua cái di động, sau này liên lạc anh trai dẫn em đi chơi. Hôm nay có em ở đây. Vận may của lão viên tôi cũng không sao. Cắt ra một viên ngọc băng tím lớn như này. Đây còn là lần đầu tiên đấy. Lát nữa tôi đưa các cậu về Lý Tứ. Vui mừng chuyến đi cuối tuần lần này. Thu hoạch phá phong. Đã xem đến cuối video rồi, các bạn còn ngần ngại gì mà không cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Và đừng quên bình luận về bộ phim mà các bạn muốn mình là tiếp theo nhé.